hôm nay mình sẽ chơi thử một tựa game do người Việt Nam tạo ra trong Roblox và đánh giá xem thử con game đó có gì hay mà tận có 3.000 người chơi cùng một lúc nha. Let's go. Kiệt. Qua đây, qua nhau đi. Qua nhau đi. Mình gọi là cậu lát, gọi là đẳng cấp thế giới mà. Các bạn nào muốn có dịch vụ toilet tàu gì fan và blog trái cây thì tất cả nằm ở dưới phần bình luận video nhé. Hello, cái bo xin chào tất cả mọi người, chào mừng tất cả mọi người đến với channel của mình. Và ngày hôm nay mình sẽ gọi là thứ bảy chơi game tào lao đó. Thì thứ bảy tuần này mình sẽ chơi con game rất là hot dạo gần đây, chính là cộng đồng người Việt Nam ta nha. Ôi, đây ạ. Ơi, anh giới thiệu đắn mất rồi. Thì trong game này là mình sẽ gọi là tham gia vào cộng đồng người Việt Nam nha. Và bây giờ mình đang bị một thằng điên dí rồi. Giờ mình cấm mình chạy thôi. Đó, thì trong game này là tạo bởi một bạn người Việt Nam về. Đó gọi là build một con map để cho người Việt Nam mình chơi này. Ngày này các bạn vô đây chơi giải trí lắm các bạn ạ. Đây đây, mình chưa gì vô có tất nhiên được thanh niên dí lên rồi. Nào, đó, mình nãy mình quên bấm quay á. Thì mình có mua hai con xe rồi. Đây là, để mình gọi xe ra mặt. Đó, mình mua con VinFast này. Để mình đi con VinFast. Ôi trời ơi. Thế mình thích đi ngoài đời mà mình có con VinFast hay là... Ơi. Không phải luôn nha. Có nên chạy rồi. Thì đây bây giờ mình sẽ bắt đầu đi kia thành phố gì. Ồ, ấy là Hương Yên, giờ thành phố khác rồi. Nói chung là game này nó chắc bạn có build từ Google Maps thôi. Rồi quán lẩu Hương Pha này có mặt nào ở Hương Yên thì comment phía dưới cho mình biết là ở đây có phải là Hương Yên hay không nhé. Không đáng lắm. Bây giờ mình sẽ lượm con xe hơi của mình ra. Mình đi sư vòng phục cổ đó. Uầy, xe mình phải xếp thế. À, trong game này có cảnh giao hàng là sát công an thì chắc phải tốn tiền hoặc đi tù luôn. Xí này, này. Minh được chưa? Đây sát đây các bạn. Học viện công an nhân dân này. Đó, đây chính là sở cảnh sát và trước mặt mình là học viện công an nhân dân. Đó, bây giờ mình sẽ đi lên con đường cao tốc coi là có cái gì không ạ. Trên đây là có cái gì đây? Sự là rộng phết đấy. Bạn là Việt Nam mà. Ui dồi ôi, trên đây là chạy gian thì nhìn không thấy cái nhà tù nào đâu. Đó, Việt Nam view ở trong đây phải gọi là đỉnh thật sự. À, mình đang đi tới quốc lộ 1A này. Bạn làm view cái map này mình phải gọi là lương 63.000 đấy kìa. Có gì á? Ôi, mình chết con mẹ rồi. Đúng rồi. Trong game này tai nạn là xỉu đau luôn các bạn ạ. Chết rồi. Ok, thì bây giờ mình sẽ trở thành nhân viên giao hàng nha. Đấy, trở thành anh Shipper Great. Đó, mình sẽ đi lấy đồ giao hàng. Phục vô, ôi, trông đẹp trai. Trông phải gọi là đẹp trai hết được chấm. Kiếm tiền sống con này các bạn ạ. Chúng ta phải mưu sinh thôi. Ăn cho con này là được. Chúng ta không cần cái gì đó phải gọi là tiêu tiền, ăn chưa xa đoạn. Đủ sống, đủ đớp là được rồi các bạn ạ. Đây rồi. Ra cho ăn nào đây.
Không nào ra nhận hàng đó đâu. Xe mình đóng địa kiểm 5 luôn rồi. Rồi đây cũng quay cả đi. Điểm đến tiếp theo là ở đâu nhỉ? Đây rồi. Trời ơi. Trời ơi. Cứu với. Cứu. Thôi rồi. Cứu. Cứu tôi với. Cứu. Chết. Cứu tôi với. Gần như không ai để ý rồi, phải chờ hơn phút nữa. Không quen. Đây rồi, cứu, cứu, cứu. Trời trống. Đúng rồi, bác tôi đi đi. Ok á. Biết cái vòng quay này là làm gì đây? Cứu hiểu gì trời. Uầy. Phú Thọ Đà Lạt. Ok. Máy chém. Ok. Và bạn nào muốn join thì join luôn mình nhé. Ok. Bây giờ mình sẽ tiếp tục gọi là đi on. Ui. Ui, ta có kết với à. Màu quá sướng. À. Đây là. Ui. Mày nhìn cái chó gì. Ôi, phóng lợn 75.000 quá, rẻ thế à. Ôi, ok. Ok, cảm ơn cậu. Ngoài lái xe. Defend Việt Nam à, lên Defend Việt Nam. Ê, ngồi top play, mẹ thằng này chơi 43 ngày à. Khiếp thế mình chơi hơn tháng à. Nhớ mình vợ mà mẹ. Ôi trời ơi, nó chặt nhau rồi. Có vua cho nó chặt nhau rồi. Là như không đủ tiền. Mình nợ 200 triệu nó không đủ tiền nè. Quá ngập. Ây à. Ok các bạn à. Ok thì bây giờ mình đã lộng mà con nạp phụ mình và mình gửi đây sẽ có rất nhiều thứ ở đây. Vá đi, vá đi. Bố mày là cướp đây. Đây, 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 đừng chạy nữa. Mày chém Hải Dương anh em ơi. Ui, cái máu chưa. Mày chém này. À, đây nè, đi tìm câu cá. Ui, em không trúng là sao? Chạy. Mày chạy. Ôi dồi ôi. Mình đi mua phóng lợn cái. Mình nhớ một chỗ mua phóng lợn rồi. Ở đâu đó ngay đây rồi. Ok.
Server đấu hết rồi, ui đọc cái ta phải biết kiểm soát tốc độ, nếu không chúng ta sẽ về nhà với các cụ đấy. À đây 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 đây. Vừa mưa ngoài xong. Trời ơi. Mạnh mẽ. Mạnh mẽ. Ui kia tới kia. Kia tới. Qua đây, qua nhau đi. Qua nhau đi. Ôi ôi, sắp chết rồi, sắp chết rồi. Qua đây, qua đây. Qua đi. Qua, đi mô ba, đi mô, đi mô ba, đi mô ba. No way. Đăng cấp thì bấm nút chia sẻ và đăng ký kênh nhé. Ấy. Ôi giời ơi, thế này. Mấy em gái em đứng ngoài em gọi là đổ điếu đi điêu. Trời ơi. Trời ơi, mình gọi là cổ lá phải gọi là đăng cấp thế giới các bạn. Ăn không có suy. Chừng xỉ nó các bạn, đây rồi. Mày nó làm gì hả? Chặt này. Chặt này. Tập chậm, tập chậm này. Đứng lại, đứng lại. Chặt này. Xuyên nó, xuyên. Rồi sao xuyên không máu thế à? À, thằng này chút xem mình, Đấy, đi. Rồi, cứ chở đôi đi. Để kiến đúng rồi, bỏ đôi rồi. Chị...
Xì cứu con ơi, thằng bác sĩ này cũng cứu mình luôn này. Ôi trời ơi. Quay ông đàn ở đây đấy. Phải đi chém nhau ấy kia mới được. Ngốc hứa rồi các bạn, mình nếu chưa mình cười gọi là cười cười tắt thở luôn, mình không nói nổi luôn nha. Trời ơi nó ngất hoài ra. Ok thì video mình đến đây kết thúc thôi. Tạm biệt các bạn và chào tạm biệt các bạn đến với video tiếp theo. Nhớ bấm nút chuông và nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bye bye mọi người. Bye bye.